0.B, cựu lãnh đạo Sacombank. 0.B, nguyên cựu lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt do liên quan đến sai phạm trong hoạt động kinh doanh. Ngày 1 tháng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng C46 Bộ Công an cho biết đã tiến hành bắt giữ một số cựu lãnh đạo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank, trong đó có ông Trầm B, sinh năm 1959 và con trai út là Trầm Khởi Hòa, sinh năm 1988. Đều là cựu lãnh đạo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín. Về sai phạm cụ thể của các bị can này, do đang trong quá trình điều tra nên cơ quan công an chưa cung cấp. Ngoài ra, cơ quan công an cũng thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của ông Trầm B để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị điều hành của ông Trầm B và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank. Ông Trầm B và người có liên quan có trách nhiệm tiếp tục xử lý các tồn tại Sacombank theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc chấm dứt vai trò quản trị điều hành đối với ông Trầm B và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank nằm trong lộ trình và các giải pháp thực hiện phương án tái cơ cấu ngân hàng đã được. Ông Trầm B bị bắt vì gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng C46 Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trầm B, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Sacombank. Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết, ngày 1 tháng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng C46 Bộ Công an đã khởi tố và thực hiện quyết định bắt tạm giam ông Trầm B, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sacombank. Nguồn tin cho biết, ông Trầm B bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng. Ông Trầm B đã được đưa về trụ sở Bộ Công an Việt Nam để lấy lời khai. Ngoài ông Trầm B, C46 cũng khởi tố đối với ông Phan Huy Khang, nguyên là thành viên Hội đồng Tín dụng, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Sacombank. Cả hai cùng bị khởi tố bắt tạm giam vì hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Ông Trầm B và ông Phan Huy Khang bị khởi tố bắt tạm giam liên quan đến vụ án phạm công danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam VNCD, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh, gọi tắt Tập đoàn Thiên Thanh, và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank. Ông Trầm B, nguyên quán Trung Quốc, nơi hộ khẩu đăng ký thường trú quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, có trình độ cử nhân quản lý doanh nghiệp. Năm 2004, ông Trầm B từng giữ chức Phó Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam, Southern Bank. Năm 2012, ông Trầm B cùng con trai ông là Trầm Khải Hòa đã bất ngờ rút khỏi ban lãnh đạo của Ngân hàng Phương Nam để tham gia vào Hội đồng Quản trị Sacombank. Ngày 1 tháng 10 năm 2015, Southern Bank và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định pháp luật. Ngày 24 tháng 2 năm 2017, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông cáo cho biết đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị điều hành của ông Trầm B và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank. Ngân hàng Nhà nước cho biết việc chấm dứt vai trò quản trị điều hành đối với ông Trầm B và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank nằm trong lộ trình và các giải pháp thực hiện phương án tái cơ cấu ngân hàng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận gắn với đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu giai đoạn 2011-2015. Phương án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Sacombank tổ chức đại hội đồng cổ đông trong tháng 4 năm 2017 để kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành cũng như thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông, tiếp tục triển khai các giải pháp tái cơ cấu, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, ổn định tình hình tổ chức và phát triển hoạt động của Sacombank, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Theo Ngân hàng Nhà nước, trước đó ông Trầm B và con trai Trầm Khải Hòa đã có đơn gửi Hội đồng Quản trị Sacombank và Ngân hàng Nhà nước xin từ nhận chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Sacombank. Trên cơ sở đề nghị của ông Trầm B và ông Trầm Khải Hòa, xét thực tiễn quá trình triển khai phương án tái cơ cấu Ngân hàng Phương Nam, Ngân hàng Sacombank và Ngân hàng Sacombank sau sáp nhập và các ý kiến chỉ đạo có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định chấm dứt vai trò quản trị điều hành của ông Trầm B và ông Trầm Khải Hòa. Trước đó, ngày 1 tháng 10 năm 2015, Ngân hàng Phương Nam và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định
ông Trầm B và các tổ chức cá nhân liên quan đã thực hiện ủy quyền, quyền cổ đông, quyền biểu quyết và quyền đề cử tại Ngân hàng Phương Nam, Ngân hàng Sacombank và Ngân hàng Sacombank sau sáp nhập cho Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC theo chỉ định của Ngân hàng.